Nhắc đến Hà Văn Hiếu, không ai trong lăng vật thể thao Việt Nam là không biết tới, bởi anh là vận động viên của đội tuyển quốc gia, giữ kỷ lục về số huy chương vàng của môn vật trên đấu trường trong nước và cả quốc tế, với 15 năm vô địch quốc gia và 3 lần vô địch SEA Games. Hướng đến SEA Games 31, kỷ lục gia của đội tuyển vật Việt Nam muốn giành huy chương vàng như một lời chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Nhắc đến những người khổng lồ của thể thao Việt Nam, Hà Văn Hiếu là người hội tụ đầy đủ những yếu tố này cả về sức vóc cũng như bề dày thành tích. Thành viên của đội tuyển vật Việt Nam nặng tới 126kg và cao 1m92 này đã từng 15 lần vô địch quốc gia và 3 lần giành huy chương vàng SEA Games. Thế nhưng, bảng thành tích đồ sộ ấy của Hà Văn Hiếu ở SEA Games nhiều khả năng sẽ dừng lại sau giải đấu vào tháng 5 tới. Vì cá nhân anh đã dự định giải nghệ để tập trung cho công tác huấn luyện. Dự định này đã xuất hiện ngay sau SEA Games 2019, nhưng Hà Văn Hiếu đã tạm lùi ngày giải nghệ. Thì thật ra là ấn tượng thì cái kỳ SEA Games gần nhất đây là năm 2019 thì mình cũng đã giành huy chương vàng, thì thật ra là sau kỳ SEA Games đấy thì cũng đã có ý tưởng là mình sẽ giải nghệ rồi và sẽ không thi đấu nữa. Nhưng sau khi kết thúc SEA Games đấy thì lại tổ chức SEA Games trên sân nhà, thì đâm ra là mọi người lại cũng động viên thi đấu nốt kỳ SEA Games ở trên sân Việt Nam. Thì đúng là cũng có một động lực từ đấy, cố gắng để thi đấu tiếp kỳ SEA Games này. Ở tuổi 37, sẽ rất khó để Hà Văn Hiếu duy trì phong độ đỉnh cao ở một môn đòi hỏi nhiều sức mạnh và sự bền bỉ như môn vật. Thậm chí với Hiếu, việc giành vàng ở trên sân nhà cũng không dễ dàng, bởi anh sẽ bỏ nội dung sở trường là vật tự do để thi đấu ở nội dung vật cổ điển. Chính Hiếu cũng tự nhận xét, đối thủ ở môn vật tự do thì anh nắm rõ, nhưng anh gần như mù tịt với những người cạnh tranh với mình ở nội dung mới. Hiếu chỉ biết anh sẽ phải đối mặt với các đối thủ như Philippines hay Indonesia để giành huy chương vàng năm nay. Và để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ SEA Games cuối, người khổng lồ của vật Việt Nam rất chủ động trong việc giữ gìn sức khỏe và chuẩn bị chuyên môn của mình. Ăn uống ở đây thì mình ăn vẫn đang theo chế độ của chúng tôi, vẫn ăn bình thường như mọi người. Không có gì đấy về, nhưng mà sau bữa ăn thì mình có thể là mình tự bỏ tiền ra, mình thêm thực phẩm bổ sung, mình bổ sung thêm. Cơ bản là mình phải chuẩn bị tốt cho sức khỏe của mình. Khi thể lực mà không có, không đảm bảo thì rất khó nói trong thi đấu đối kháng môn vật. Mình chuẩn bị tốt, không nói trước được điều gì cả, không nên coi thường đối thủ. Sinh ra tại tỉnh Lạng Sơn, trưởng thành ở trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, thành danh cùng đội tuyển vật Việt Nam, người khổng lồ Hà Văn Hiếu đã có hơn 20 năm gắn bó với sàn thi đấu đỉnh cao. Sau SEA Games 31, Hà Văn Hiếu sẽ chuyển sang công tác huấn luyện của đội vật của tỉnh Ninh Bình. Kỳ đại hội trên sân nhà chắc chắn là một cột mốc đáng nhớ với người khổng lồ của làng vật Việt Nam.